Ông cứ sợ đèn lại đúng không? Đây đại ca ơi, đại ca đã dính clip của tôi rồi nha. Tại giấy xe cho tài xế, tôi có clip, còn không là đại ca chết đây. Tôi làm cái gì hả? Tôi làm cái gì? Ông cầm 100.000 vừa đưa cho nhỏ, tôi trả lại mà. Không, không, ông đã nhận tiền, ông đã nhận tiền. Bây giờ và tôi nói ông nghe nè, tôi nói ông nghe nè, ông Đồ Hữu Trí nè, 263781. Bây giờ ông là đã nhận tiền của người ta nha, và khi tôi quay phim là tài xế bỏ vô đây, tôi trả lại tài xế. Tôi thấy rõ ràng. Tài xế bỏ đây, tôi trả lại tài xế. Không. Rồi anh bây giờ anh cứ ghi hình thoải mái. Bên bản lập sẵn nè, đúng không? Cái này tôi ghi bên bản này là bên bản lập sẵn nè. Đúng chưa? Tôi nói ông trả cho tài xế đi, chứ ông trả tài xế là ông mệt mỏi với tôi đấy. Rồi anh cứ yên tâm thì mình đang còn giám sát một trường hợp. Đây là một là biên bản đã lập sẵn. Khi tài xế xuống thì có đưa một tờ 100.000 và viên cảnh sát này đã nhận tiền. Nhưng khi thấy mình giám sát thì đồng chí Đỗ Hữu Trí, số hiệu quân nhân là 263781, đã trả lại tiền cho tài xế và quay lại lập biên bản, thì biên bản này là biên bản đã lập sẵn và bây giờ đang còn ghi thêm. Ở đây tí rồi em ký vô trong biên bản ha, em theo chứng minh hình ảnh nha. Đây biên bản là lập sẵn nè, mọi người thấy không? Và trong lúc đó là tài xế vừa bắt đầu mới bắt. Em có điện thoại đó không? Mở điện thoại quay đi. Mở quay đi, anh ấy cho.
các cụ thấy đội làm ăn khá vậy là hay. Bên bản lập trước, lập sẵn bên bản này, bây giờ vô chỉ có ghi tên tài xế thôi, trong lúc đó là nhận tiền. Và khi thấy mình rút điện thoại ra quay thì đồng chí này là kêu trả lại tiền. Đứng đó đây, số kém mất tiêu ạ. Ờ, để coi, ở trong bầu quần này. Cầm cái điện thoại này kiểu này nè. Đừng có che cái tay đó. Cầm cái tay bên này nè. Đi ra đâu đó nè. Đi ra đâu đó mà camera lại đây. Em chứng minh hình ảnh em không đồng ý lỗi đã. Chứng minh hình ảnh. Anh ký cái này anh là cái người nhận tiền người ta, và sau khi anh bỏ đi một lúc thì anh thấy tôi cầm điện thoại thì anh phải trả tiền. Tôi nói anh nghe là tôi sẽ đưa cái clip về lên cho tổng đồng thấy. Anh lên làm sao cho đúng, anh lên không đúng thì có chịu trách nhiệm. Rõ ràng tiền bạc anh cầm với tay, anh bỏ anh đi đâu rồi anh trả người ta. Anh thấy người ta ấy thì anh bắt đầu... Tài xế sao? Tài xế mất tiền ra trong túi có phải có trăm ngàn không? Em để vô đúng không? Anh trả lại cho em đúng không? Có gì đâu. Tài xế giờ dám nói chết liền luôn, có phải trong túi à? Của em có trăm ngàn không? Tôi nói ở trong túi của tài xế luôn, có trăm ngàn luôn. Các anh là một người. Rồi, tôi với anh không có đôi co với nhau. Tôi làm việc và tôi làm nên thế này là. Nhưng mà tôi nói thì anh biết. Tại vì anh nói sai. Sao sai? Anh nói sai bây giờ tôi không. Sao sai? Bây giờ tài xế có dám trả lời câu gì đâu. Tài xế người ta sợ. Sợ gì? Đây là điện thoại. Đúng không? Sai bây giờ thường người ta tài xế trước. Tao thấy tài xế. Tao biết tài xế. Người ta giỏi tiền nhưng cũng khác không lấy thôi. Chắc là bị lẻ. Bây giờ tao bữa nào tao mới đúng mày. Đúng mày. Vậy thôi. Có gì đâu. Rồi. Vậy thôi. Tôi vậy thôi. Tôi đọc đúng như vậy. Anh cũng khá lên lẻo. Anh nói chuyện với tôi mà anh cũng khá lên lẻo. Không. Tôi. Chứ anh không có ngờ rằng là tôi đã quay được clip hả? Bây giờ anh cho em câu trả lời. Nếu tôi không nhận được rồi. Anh nhận không được anh phải trả cho người ta thôi đúng không? Anh nhận không được anh mới trả cho người ta. Còn nếu không có tôi là anh nhận. Cái này xin lỗi anh. Không có anh tôi không nhận luôn. Được. Anh cứ không có mà anh không nhận là tôi. Ok anh lắm á.
mọi người thấy biển số chống lên ở đây á, xe là cho nên là bắt tài xế, kêu tài xế ký, tài xế cũng không biết gì luôn. Mà sao em thì em chữ vậy, em không có biết nắm luật gì hết hả? Em có biết là như thế nào không? Trời ơi trời, không biết một cái gì luôn. Không không á, là nhận biên bản, đưa tiền á, là em thấy không? Anh cầm điện thoại là không dám nhận tiền, đi ra mà không phải trả tiền. Em xuống xe đầu tiên em xuống em đưa tiền, anh thấy. Xong rồi á, là anh mới vô, rồi em mới đưa giấy tờ. Đúng không? Nhiều lúc là non quá cho nên là bị mất tiền oan. Hồi nãy mà em nghe anh á, là anh cứu em bình thường. Từ từ đi, để ấy đi. À, như vậy là ở đây là ở cái chỗ tô Ngọc Vân. À, đội này là đội Bình Thiệu làm việc. Giờ ở đây mà mình giám sát thì chắc là các anh này không có bắt xe nào luôn đó. Mình dám danh dự luôn. Hồi nãy á, mọi người thấy á, là có bắt hai xe, nhưng mà khi mình đứng giám sát thì hai xe đều lập biên bản. Còn anh kia anh lấy 100.000, nhưng mà sau khi mình tiếp cận thì đã trả lại tiền. Mà trong lúc đó là mọi người thấy đó, tài xế không hợp tác với mình, cho nên là mình không có thể giúp được tài xế. Nếu tài xế mà hợp tác thì rõ ràng là sẽ không mất gì hết. Tại vì ở cái điểm này mình biết nó như thế nào và đi đúng và đi sai như thế nào ở cái điểm này. Còn cái clip trên tiền á thì mình sẽ quay, mình sẽ úp sau để cho mọi người thấy. Đối với đồng chí này đã chối cãi về cái vấn đề tiền bạc này. Rồi, mình chào mọi người tại đây nhá. Để đi tiến gió tiếp rồi đó.